Thầy An mến chào quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 13. Bộ chung, bộ chung nhỏ nhất. Từ khóa, bộ chung, bộ chung nhỏ nhất, quy đồng mẫu các phân số. Có cách nào tìm được mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số không? Hiển nhiên là mình sẽ có cách. Thì bài này chúng ta sẽ học cái cách đó. Một nhỏ, bộ chung, Bài toán đèn nhấp nháy. Hai dây đèn nhấp nháy với ánh sáng màu xanh, đỏ phát sáng một cách đều đặn. Dây đèn xanh cứ 4 giây lại phát sáng một lần. Dây đèn đỏ lại phát sáng một lần sau 6 giây. Cả hai dây đèn cùng phát sáng lần đầu tiên vào lúc 8 giờ tối. Giả thiết thời gian phát sáng là không đáng kể. Hình sau thể hiện số giây tính từ lúc 8 giờ tối đến lúc đèn sẽ phát sáng các lần tiếp theo. Đây là đèn xanh. Thì đèn xanh là cứ 4 giây là phát sáng một lần, 4 giây phát sáng thì 8 giây phát sáng, 12 giây phát sáng, 16, 20, 24, 28, 32. Còn đèn đỏ thì cứ 6 giây phát sáng một lần. Cho nên là 6 giây sau, 12 giây sau, 18 giây sau, 24 giây sau. Cứ như vậy. Dựa vào hình trên, hãy cho biết sau bao nhiêu giây hai đèn cùng phát sáng lần tiếp theo. Kể từ lần đầu tiên. Dựa vào hình trên, hãy cho biết sau bao nhiêu giây hai đèn cùng phát sáng lần tiếp theo kể từ lần đầu tiên. Thì mình thấy là 12 ha, à, mình thấy 12 giây nè. Đèn xanh thì 12 giây sau nó sẽ phát. Đèn đỏ cũng 12 giây sau sẽ phát. Có nghĩa là lần tiếp theo là từ lúc lần đầu tiên đây thì lần tiếp theo là đây. Thì từ đây tới đây là 12 giây. Cho nên mình trả lời là sau 12 giây, hai đèn cùng phát sáng lần tiếp theo kể từ lần đầu tiên. Câu B. Viết tập hợp các bội của 2, bội của 3, chỉ ra 3 phần tử chung của hai tập hợp này. Bội của 2, bội của 3. Câu B các bạn.

3 x 0, 3 x 1 là 3, 3 x 2 là 6, 3 x 3 là 9, 3 x 4 là 12, 3 x 5 là 15, 3 x 6 là 18, 3 x 7 là 21, vân vân. Rồi chỉ ra 3 phần tử chung của 2 tập hợp này. Chỉ ra 3 phần tử chung của 2 tập hợp này. Thì mình thấy là 3 phần tử chung là 1 nè, 1 phần tử chung nè, rồi 2 phần tử chung nè, rồi 3 phần tử chung. Có nghĩa là mình nói là 3 phần tử chung của hai tập hợp này là phần tử 0, phần tử 6, phần tử 12. Được chưa? Đây là ba phần tử chung của hai tập hợp này. Từ đó mình đi đến khái niệm một số được gọi là bội chung của hai hay nhiều số nếu nó là bội của tất cả các số đó. Ví dụ như là ở bài B của chúng ta thì số 0 là bội của 2, bội của 3, số 6 cũng là bội của 2, số 6 cũng là bội của 3, số 12 cũng là bội của 2, cũng là bội của 3. Cho nên những cái số này chúng ta gọi là bội chung của 2 và 3. Nga, bội chung của 2 và 3. Một số được gọi là bội chung của hai hay nhiều số. Nếu nó là bội của tất cả các số đó thì tương tự như vậy. Thì bội chung của 3, 4 số thì chúng ta cũng suy luận tương tự. Người ta lấy ví dụ. Ví dụ 1. Ta có tập hợp các bội của số 4 là 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, vân vân Tập hợp các bội của 6 là 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, vân vân. Hai tập hợp này có một số phần tử chung như là 0, 12, 24, 36. 0 nè, 12 nè, 24 nè, 36 nè. Đó, đây là các phần tử chung. Ta nói chúng là bội chung của 4 và 6. Hiểu đơn giản là ví dụ như số 12 là bội của 4, số 12 cũng là bội của 6, nên mình gọi là bội chung của 4 và 6 các số còn lại tương tự như vậy ký hiệu tập hợp các bội chung của a và b là bc ab à, bội chung bội chung ab tương tự tập hợp các bội chung của abc ký hiệu là bc abc bội chung của a của b của c bội chung của a và b và c thực hành một các khẳng định sau đúng hay sai giải thích Câu A. Số 20 thuộc tập hợp bội chung của 4 và 10. Thì biết rằng là số 20 muốn thuộc tập hợp bội chung của 4 và 10 thì số 20 phải là bội của 4, 20 phải là bội của 10. Thì mình thấy là 20 chia cho 4, 20 chia cho 10. Như vậy thì 20 sẽ là bội chung của 4 và 10. Như vậy thì 20 thuộc tập hợp các bội chung của 4 và 10. Câu này chúng ta trả lời là đúng. Tiếp theo, 36 thuộc bội chung của 14 và 18. Thì mình thấy là 36 không chia hết cho 14 các bạn. Cho nên là 36 không thể nào là bội chung của hai bạn này được. Cho nên 36 không thuộc tập hợp các bội chung của 14 và 18. Nên câu này là sai. Tiếp theo 72 thuộc tập hợp bội chung của 12, 18, 36. Chúng ta lần lượt xét 72 chia cho 12, 72 chia cho 18, 72 chia cho 36. Như vậy thì 72 là bội của 12, của 18, của 36. Hay nói cách khác 72 là bội chung của ba số này. Cho nên là 72 sẽ thuộc tập hợp các bội chung của ba số này. Ok, câu này đúng. Cách tìm bội chung của hai số A và B thì mình có hai bước như sau. Thứ nhất là viết các tập hợp bội của A và tập hợp bội của B. Thứ hai là tìm những phần tử chung của tập hợp này và tập hợp này. Ok chưa? Cũng đơn giản thôi. Muốn tìm bội chung của hai số A và B, chúng ta viết các bội của A, viết các bội của B ra rồi sau đó mình tìm những phần tử chung. Ví dụ, tìm bội chung của số 6 và số 8 ta có bước thứ nhất là viết tập hợp bội của 6 và bội của 8 ra đúng không các bạn đây thì bội của 6 sẽ là 6 x 0, 6 x 1, 6 x 2, 6 x 3, 6 x 4, 6 x 5, 6 x 7, 6 x 8 vâng. Bộ của 8 thì các bạn chỉ việc lấy 8 x 0, 8 x 1, 8 x 2, 8 x 3, 8 x 4, 8 x 5, 8 x 6 vâng vâng. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm những cái phần tử chung Mình thấy là à, phần tử chung là số 0 Rồi số 24, chung số 48 chung được chưa? Cho nên là bội chung của 6 và 8 sẽ là 0, 2, 4, 4, 8 vân vân, còn nhiều nữa. Dễ thôi đúng không các bạn. Thực hành 2. Hãy viết câu A các tập hợp bội của 3, bội của 4, bội của 8. hành 2. Câu 2. Tập hợp các bội của 3 thì chúng ta lần lượt lấy 3 nhân 0 là 0, 3 nhân 1 là 3, 3 nhân 2 là 6, 3 nhân 3 là 9, 3 nhân 4 là 12, 3 nhân 5 là 15, 3 nhân 6 là 18, 3 nhân 7 là 21. Vân vân, nhiều lắm các bạn. Rồi tiếp theo là bội của 4 các bạn bội của 4 thì sẽ bằng bội của 4 thì chúng ta lần lượt lấy 4 x 0, 4 x 1 là 4, 4 x 2 là 8, 4 x 3 là 12, 4 x 4 là 16, 4 x 5 là 20, 4 x 6 là 24, 4 x 7 là 28, vân vân. Còn nhiều nữa. Rồi bội của 8, bội của 8 là gồm các phần tử 8 x 0, 8 x 1 và 8, 8 x 2 x 16, 8 x 3 x 24, 8 x 4 x 32, 8 x 5 x 40, 8 x 6 x 48, 8 x 7 x 56, vân vân. Rồi chúng ta xong qua. Câu, câu B. Tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bộ chung của 3 và 4. Tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3 và 4. Tập hợp M là mình biết là M bằng. Rồi. Các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3 và 4. Bội chung của 3 và 4 thì mình thấy là bội chung của 3 và 4 thì đây số 0. Số 0 là bội của 3 là bội của 4. Số 12 đúng không các bạn? Số 12 là bội chung của 3 và 4. Ở đây nếu mà chúng ta làm tiếp thì 18, 21 rồi tới 24 đúng không các bạn? Tới số 24. Thì mình thấy là số 24 sẽ là bội chung của 3 và 4. Đó là số 0 nè các bạn. Số 12 nè, số 24 nè. Như vậy thì đúng ra thì chúng ta phải liệt kê ở câu A chúng ta phải liệt kê vượt qua 50. Câu B cũng vậy, mình phải liệt kê vượt qua 50 để mình dễ dàng mình làm cho bài này làm cho câu này rồi bây giờ mình lỡ rồi mình lỡ mình chưa liệt kê rồi thì bây giờ mình có thể tự suy luận được các bạn mình có thể thấy nè ở đây là hơn 12 hơn 12 như vậy số tiếp theo cũng hơn 12 12 là 36 số tiếp theo là hơn 12 nữa là 48 số tiếp theo là hơn 12 nữa là 60 nhưng mà đề bảo chúng ta là nhỏ hơn 50 như vậy thì số tiếp theo mình không có lấy tới đây mình dừng được không? Thì đây sẽ là những số là bội chung của 3 và 4 và nhỏ hơn 50. Ok. Mình xong câu B. Câu C. Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3, 4 và 8. K. 3, 4 và 8. Thì mình thấy đây là các số nhỏ hơn 50 là bội chung của 3 và 4 rồi. Bây giờ muốn là bội của 8 nữa thì mình xem số nào chia hết cho 8 mình lấy vậy thôi. Số 0 nè, số 0 chia cho 8 nè. Số 12 thì không chia cho 8, số 24 24 chia cho 8. Số 36 không chia cho 8, số 48. Ok, đây là tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3, 4 và 8. Thì mình lấy những số chia hết cho 3, 4, mình tìm xem số nào chia hết cho 8 nữa thì mình lấy. Ok. Rồi chúng ta xong bài thực hành 2. hai nhỏ bự chung nhỏ nhất chỉ ra số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bự chung của 6 và 8 à, bự chung của 6 và 8 đây đây là tập hợp bự chung của 6 và 8 đề bảo mình là chỉ ra số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bự chung của 6 và 8 thì mình nói là số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bự chung của 6 và 8 là số 24 24 là số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bộ chung của 6 và 8. Hãy nhận xét về quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với các bộ chung của 6 và 8. Hãy nhận xét về quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với các bộ chung của 6 và 8. Thì số nhỏ nhất đó là số 24. Còn các bộ chung của 6 và 8 là số 0, số 24, số 48. Tiếp tục nó sẽ là số 72 các bạn. Tiếp tục nó sẽ là số 72 thì mình thấy rằng là các bộ chung của 6 và 8 là 0, 24, 48, 72. Chúng ta thử lần lượt chia cho số nhỏ nhất này. Thì chúng ta thấy là số nhỏ nhất là số 24 này. Chúng ta lần lượt lấy các bộ chung của 6 và 8 chia cho 24. Chúng ta thấy rằng là 0 chia hết cho 24. 24 chia hết cho 24. 48 chia hết cho 24. 72 chia hết cho 24. Như vậy thì mình nhận xét là các bộ chung của 6 và 8 đều chia hết cho số nhỏ nhất đó. Được chưa? Số nhỏ, số nhỏ nhất đó chính là số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bộ chung của 6 và 8. Tiếp theo, chỉ ra số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bội chung của 3, 4 và 8. Chỉ ra số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bội chung của 3, 4 và 8. Đây, đây là tập hợp bội chung của 3, 4 và 8 mà nhỏ hơn 50. Nha, đây là tập hợp bội chung của 3, 4 và 8 nhỏ hơn 50. Thì đề bảo chúng ta là chỉ ra số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bội chung của 3, 4 và 8. Thì mình có thể thấy là số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bội chung của 3, 4 và 8 là số 24. Là số 24. Hãy nhận xét về quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với các bộ chung của 3, 4 và 8. Thì thực chất là 3, 4 và 8 nó còn nhiều bộ chung nữa. Nhưng mà chúng ta không có viết là bởi vì đề bảo chúng ta là bộ chung nhỏ hơn 50. Cho nên mình không có viết nữa. Còn nếu mà mình viết nữa ra thì nó sẽ là những số nào các bạn? Nếu mình viết tiếp thì sẽ là số nào? Mình thấy nè, ở đây là cộng vô đây là 24, cộng vô là 24. Thì cộng vô tiếp sẽ là số 24 nữa. Đúng không các bạn? cộng vô 24 nữa. Nếu mà cộng vô 24 nữa thì chúng ta sẽ được là số 72. Được chưa? Cộng 24 nữa thì mình sẽ được là 24 là 96. Đó, vân vân. Đây là tập hợp các bộ chung của 3, 4 và 8. Thì bây giờ mình sẽ nêu nhận xét nè. Số nhỏ nhất số nhỏ nhất mà khác không trong tập hợp bộ chung của 3, 4 và 8 sẽ là số 24. Đây là số nhỏ nhất trong các bội chung của 3, 4 và 8. Đây là số nhỏ nhất. Mình thấy nè. Bây giờ mình sẽ xem các phần tử này có chia hết cho 24 hay không. Ta thấy là không chia hết cho 24. 24 chia hết cho 24. 48 chia hết cho 24. 72 chia hết cho 24. 96 chia hết cho 24. Vân vân. Được không? Cho nên từ đây mình sẽ trả lời như sau. Mình nói là các bội chung của 3, 4 và 8 đều chia hết cho số nhỏ nhất khác không trong tập hợp bội chung của 3, 4 và 8. Đó, hay nói khác là chia hết cho số nhỏ nhất đó. Nha, chia hết. Mình thấy là nó đều chia hết các bạn. Từ đó chúng ta đi đến những cái khái niệm. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác không trong tập hợp các bội chung của các số đó. Thì thực chất là mình có đây là những bội chung của 3 và 4 thì thực chất là bội chung nhỏ nhất sẽ là số 0. Thực chất bội chung nhỏ nhất là số 0. Nhưng mà do số 0 nó là bội chung của tất cả các số luôn các bạn. Số 0 rất là đặc biệt. nha Nó là bội chung của tất cả các số. Cho nên là chúng ta không có xét nó. ha Mình không có xét nó. Như vậy thì số nhỏ nhất còn lại sẽ là số 12. Đó. Thì từ đó mình có định nghĩa là bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác không trong tập hợp các bội chung của các số đó cũng dễ hiểu thôi đúng không các bạn thì trong các bội chung thì chúng ta chỉ ra số nhỏ nhất khác không thì số đó gọi là bội chung nhỏ nhất ok ký hiệu bội chung nhỏ nhất của a và b là BCNNAB. ab là viết tắt của từ bội chung nhỏ nhất bội chung nhỏ nhất của a và b tương tự bội chung nhỏ nhất của ab và c ký hiệu là bội chung nhỏ nhất BCNN N của ABC. Chúng ta có nhận xét tất cả các bội chung của A và B đều là bội của bội chung nhỏ nhất. Thì như lúc đầu chúng ta lấy những số này, mình thấy là nó đều chia hết cho 24. Cho nên là những số này chính là bội của số 24. Mà số 24 chính là bội chung nhỏ nhất. Như vậy thì các bội chung sẽ là bội của bội chung nhỏ nhất. Ok chưa các bạn? Đây, các bội chung sẽ là bội của bội chung nhỏ nhất. Hay lúc đầu mình nhận xét là mình nói là chia hết đó. Mình hay nói là chia hết. Mọi số tự nhiên đều là bội của một Hiển nhiên rồi. Bởi vì mọi số đều chia hết cho một Do đó, với mọi số tự nhiên A và B khác không, ta có bội chung nhỏ nhất của A và số 1 sẽ chính là số A. Vì sao vậy các bạn? Bởi vì mình thấy rằng là bộ chung nhỏ nhất của số A sẽ là là 0. Số nhỏ nhì là số A. Tương tự như vậy, bộ chung của 1 sẽ là bộ của một sẽ là số 0 và số 1. Như vậy mình thấy rằng là số nhỏ nhất khác không của hai mà chia hết cho hai bạn này chính là chữ số A. Bởi vì A chia hết cho 1 A chia hết cho chính nó. Cho nên là số nhỏ nhất khác không mà chia hết cho hai bạn này chính là số A. Tương tự như vậy các bạn. Bội chung nhỏ nhất của A, B và số 1 sẽ chính là bội chung của A và B thôi. Bởi vì bội chung của A và B sẽ là số chia hết cho 1. Ha. Cho nên là bội chung nhỏ nhất của A và B cũng sẽ chia hết cho 1. Cho nên từ đây mình có là bội chung nhỏ nhất của A, và B và số 1 cũng chính là bộ chung nhỏ nhất của A và B thôi. Chúng ta đi qua ví dụ 3. Ví dụ 3, câu A. Ta có bộ chung của 4 và 6 như phân tích ở trên thì bộ chung của 4 và 6 sẽ là 0, 12, 24, 36. Đó, thì ở ví dụ 1 đó các bạn, ở ví dụ 1 chúng ta đã tìm các bội chung của 4, bội chung của 6. Ở ví dụ 1. Và từ đó mình tìm được các bội chung. Ở ví dụ 1 chúng ta đã tìm các bội của 4, các bội của 6. Và từ đó chúng ta tìm được các bội chung. Và mình thấy nè, vì số 12, số 12 này là số nhỏ nhất khác không trong các bội chung của 4 và 6. Nên theo định nghĩa, bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 sẽ là số 12 theo định nghĩa bộ chung nhỏ nhất của 4 và 6 sẽ là số nhỏ nhất trong các bộ chung mà khác không đó là số 12 tất cả các bộ chung của 4 và 6 là 0 12 24 36 đều là bộ của bộ chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12 thì lúc nãy mình nói đó các bộ chung của 4 và 6 mình thấy là nó đều chia hết cho số nhỏ nhất khác không trong các bộ này là số 12 hay nói khác là các số này đều là bội của bội chung nhỏ nhất. Có nghĩa là bội của 12. Rồi, ứng dụng trên đây, bội chung nhỏ nhất của A và số 1 sẽ là A. Thì đây mình cũng có là bội chung nhỏ nhất của 6 và số 1 sẽ là số 6. Rồi, ứng dụng đây, bội chung nhỏ nhất của AB1 sẽ bằng bội chung nhỏ nhất của A và B. Thì từ đó mình có là bội chung nhỏ nhất của 4, 6 và số 1 sẽ chính là bội chung nhỏ nhất của 4 và 6. Và số đó chính là số 12. Đây, số đó chính là số 12. Ok. Thì cũng tương tự như là ước chung lớn nhất. Thì bội chung nhỏ nhất nó cũng có những cái tính chất ná ná như vậy. Thì thì nghĩ là các bạn cũng dễ nhớ thôi, đúng không? Ví dụ 4. Một lớp có không quá 42 học sinh. Nếu xếp hàng 4 hoặc hàng 6 thì vừa đủ. Xếp hàng 4, hàng 6 thì vừa đủ. Nếu xếp hàng 5 thì thừa một em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? Đó. Thì mình thấy là lớp này là xếp thành hàng 4 hoặc hàng 6 thì vừa đủ. Điều đó có nghĩa là sĩ số của lớp này sẽ là bội chung của 4 và 6. Chia hết cho 4, chia hết cho 6. Bội chung của 4 và 6. Trong đó là nếu mà chia cho 5 thì sẽ dư 1. Ok không? Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh thì chúng ta dựa vào ba cái dữ kiện này. Dữ kiện thứ nhất là xếp thành 4 hàng 4 hoặc hàng 6 thì đủ này, dữ kiện thứ nhất. Dữ kiện thứ hai là xếp hàng năm thì thừa một em, có nghĩa là chia cho năm thì dư một. Và dữ kiện thứ ba là có không quá 42 học sinh. Thì mình sẽ dựa vào ba dữ kiện này để chúng ta làm bài 4. Đây, như chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ tham khảo sách giảng như thế nào. Số học sinh của lớp đó là bộ chung của 4 và 6 Vì xếp thành hàng 4 và hàng 6 thì vừa đủ Cho nên là số học sinh của lớp đó là bộ chung của 4 và 6 Thì từ đó mình đi tìm bộ chung nhỏ nhất của số 4 và số 6 Thì mình đi tìm bộ chung nhỏ nhất của 4 và 6 Bằng cách là chúng ta viết ra các bộ của 4 Chúng ta viết ra các bộ của 6 Từ đó mình có được các bộ chung của 4 và 6 Thì từ các bộ chung đó chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất. Ok chưa? Hoặc là từ cái bội chung nhỏ nhất, chúng ta suy ra được các bội chung của 4 và 6. Mình biết rằng là các bội chung của 4 và 6 thì đều là bội của bội chung nhỏ nhất. Cho nên nếu mà chúng ta có bội chung nhỏ nhất là 12 thì chúng ta sẽ đi tìm bội chung của 4 và 6 bằng cách là chúng ta viết ra các bội của 12. Đó là 0, 12, 24, 36, 48. Mình lần lượt mình nhân cho 0, nhân cho 1, nhân cho Mình lấy 12 nè, mình nhân cho 0, mình nhân cho 1, mình nhân cho 2, nhân 3, nhân 4 thì chúng ta sẽ được những số này. Đó. Có nghĩa là số học sinh của lớp đó là bội chung của 4 và 6, cho nên là số học sinh của lớp đó có thể là 0, 12, 24, 36, 48. Và đề nói là vì số học sinh của lớp đó không quá 42 và là một số chia hết cho 5 dư 1. Một số chia cho 5 dư 1 nên lớp đó có 36 học sinh. Vì sao mình suy ra được như vậy? Thì trong các số này mình xem thử số nào là chia 5 dư 1 các bạn. Số này chia 5 hết, số này chia 5 dư 2, số này chia 5 dư 4, số này chia 5 dư 1. Đó, số này chia 5 dư 1. Cho nên là số này sẽ là số thỏa mãn yêu cầu chia 5 dư 1. Và số này cũng không quá 42 đúng không các bạn? Đó, cho nên số này là ok. Nên lớp đó có 36 học sinh. Rồi bây giờ tới phiên chúng ta thực hành 3. Viết tập hợp bội chung của 4 và 7. À, viết tập hợp bội chung của 4 và 7. Thì đây mình sẽ lần lượt đi viết tập hợp các bội của 4 các bạn.

7 x 1 7, 7 x 2 là 14, 7 x 3 21, 7 x 4 28, 7 x 5 35, vân vân. Rồi bây giờ mình có tập hợp các bộ của 4, các bộ của 7, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bộ chung của 4 và 7. Do đó, bộ chung của 4 và 7 sẽ là, rồi mình lấy những số nào chung các bạn. Đây mình thấy là số 0 chung nè. Số nào nữa các bạn? Sao mình lại thiếu số 14 chỗ này nè? Số nào chung nữa? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. À đây các bạn. Số này chung nữa các bạn. Số 28 này các bạn. Số 28 chung. Số 0 nè. 28 nè. Như vậy thì số tiếp theo sẽ là số nào các bạn? mình còn nhiều nữa ha mình còn nhiều nữa thì mình để hai số thì kỳ quá chúng ta liệt kê tiếp theo các bạn thì mình thấy ở đây là hơn 28 nên số tiếp theo cũng sẽ hơn 28 có nghĩa là số 56 số tiếp theo sẽ hơn 28 nữa các bạn hơn 28 thì cái đây cộng 28 thì chúng ta sẽ được 4 rồi 8 84 rồi vân vân đây là tập hợp các bộ chung của 4 và 7 đó, nếu mà các bạn liệt kê đủ nhiều thì các bạn sẽ tìm thấy được là những số này là có ở hàng thứ nhất và có ở hàng thứ hai. Rồi tiếp theo, người ta hỏi mình là từ đó chỉ ra bộ chung nhỏ nhất của 4 và 7. À, bộ chung nhỏ nhất của 4 và 7. Thì đây là tập hợp bộ chung của 4 và 7. Thì theo định nghĩa, bộ chung nhỏ nhất sẽ là số nhỏ nhất mà khác không. Đó là số 28. Như vậy thì mình nói là nên bội chung nhỏ nhất của số 4 và số 7 sẽ là số 28. Rồi người ta hỏi mình là hai số 4 và 7 có là hai số nguyên tố cùng nhau không? Thì số 7 là số nguyên tố, nó chỉ có ước là 1 và 7. Số 4 thì có ước là 1, 2, 4. Như vậy thì số 4 và số 7 chỉ có một ước chung là 1. Cho nên số 1 là ước chung lớn nhất của hai bạn này. Mà theo định nghĩa, hai bạn này có ước chung lớn nhất là một thì hai bạn này sẽ là gọi là hai số nguyên tố cùng nhau. Như vậy mình trả lời là hai số 4 và 7 là hai số nguyên tố cùng nhau. Vì ước chung lớn nhất của 4 và 7 là là 1. Đó. thì qua thực hành này người ta muốn nói với mình là nếu mà hai số là hai số nguyên tố cùng nhau thì bội chung nhỏ nhất của chúng sẽ là tích của hai số này. Có nghĩa là 4 x 7 là 28 luôn. Đó, thì từ đó mình có cách để mà tìm bộ chung nhỏ nhất của hai số nguyên tố cùng nhau là chúng ta lấy hai số đó chúng ta nhân vào luôn là ra bộ chung nhỏ nhất. Ba nhỏ tìm bộ chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Thì ở cách trên thì chúng ta tìm bộ chung nhỏ nhất bằng cách là chúng ta viết các bội của 4, các bội của 7, rồi từ đó chúng ta đi tìm các bộ chung của 4 và 7. Từ các bộ chung của 4 và 7 thì chúng ta tìm ra số nhỏ nhất khác không sẽ là bộ chung nhỏ nhất. Đó là cách chúng ta vừa học. Thì cách này rất là dài dòng các bạn. Làm rất là lâu. Nè. Cho nên là bây giờ mình sẽ học một cái cách khác. Đó là tìm bộ chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Đây, quy tắc các bạn. Tương tự như tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố thì chúng ta cũng có cách để mà tìm bộ chung nhỏ nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố. Quy tắc như sau: Muốn tìm bộ chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số lớn hơn một, ta thực hiện 3 bước như sau: Bước 1, phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Bước 2, chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng. Bước 3, lập tích các thừa số đã chọn. Mình lấy tích các thừa số đã chọn Mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là bội chung nhỏ nhất cần tìm. Nếu như mà tìm ước chung lớn nhất thì chúng ta lấy số mũ là nhỏ nhất. Thì bài này tìm bội chung nhỏ nhất thì chúng ta lại lấy số mũ lớn nhất. Nha, nó ngược lại cho đó nha các bạn. Ví dụ 5. Ví dụ 5, tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 90 và 150. Đây, người ta giải như sau. Bước 1, phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Người ta phân tích đây. Phân tích mỗi số 12, 90, 150 ra thừa số nguyên tố. Thì chúng ta sẽ được 12 là bằng 4 x 3. 12 là bằng 4 x 3. 4 là bằng 2 mũ 2. Ok. Như vậy thì 12 sẽ được là 2 mũ 2 x 3. Còn 90 là bằng 9 nhân cho 10. 9 đây. 9 đây. 10 là 2 x 5. Đó chúng ta đã phân tích ra thừa số nguyên tố. Phân tích ra thừa số nguyên tố. 150 150 thì bằng 6 nhân cho 25. À, 6 nhân 25. 6 nè. 25 nè. Ok. Người ta đã phân tích ra thừa số nguyên tố. Bước 1. Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. Đây các bạn. Các thừa số nguyên tố chung và riêng là 2, 3 và 5. Mình thấy nè. Ở đây có 2 có hai có hai nên hai là chung này các bạn rồi ở đây có ba ở đây có ba ở đây có ba cho nên là ba là chung còn riêng này ở đây có năm ở đây có năm nhưng mà ở đây không có năm nên đây là thừa số nguyên tố riêng ok chưa rồi bước hai xong bước ba lập tích các thừa số chung và riêng đã chọn ở trên mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó à thì cái tích này sẽ như thế nào thì mình thấy là thừa số 2 này các bạn 2 2 mà ở đây là 2 mũ 2 thì mình lấy ok 2 mũ 2 lớn nhất 3 3 mũ 2 3 thì 3 mũ 2 là lớn nhất chúng ta lấy ở đây là 5 ở đây là 5 mũ 2 thì mình lấy lớn nhất là 5 mũ 2 ok mình lập tích lập tích lập tích có nghĩa chúng ta nhân hết vào ha nhân hết vào và đề nói đây chính là bội chung nhỏ nhất của ba bạn này ha mình lập tích lại đây là bội chung nhỏ nhất mình nhân hết vào thì chúng ta sẽ được là 900 900 là bộ chung nhỏ nhất của ba số này. Thì nếu mà các bạn đã hiểu cái cách tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố thì tìm bộ chung nhỏ nhất chúng ta cũng làm nan ná giống vậy. Đây tới viên chúng ta các bạn. Thực hành 4. Tìm bộ chung nhỏ nhất của 24 và số 30. này bây giờ chúng ta làm. Thực hành 4. Bộ dung nhỏ nhất của 24 và số 30 bằng bao nhiêu? Chúng ta làm như sau các bạn. Bước đầu tiên chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố. Nè, ta có 24 thì bằng 24 thì bằng 4 x 6 các bạn. 4 x 6. 4 là bằng 2 x 2. 6 là bằng 2 nhân 3. Như vậy thì 2 nhân 2 nhân 2 chúng ta được 2 mũ 3 nhân cho 3. Rồi, số 30. 30 thì bằng 6 nhân nhân 5. 6 là bằng 2 nhân 3. Như vậy thì chúng ta được là à 2 nhân 3 nhân 5 luôn. Này phân tích ra từ số nguyên tố luôn. 2 nhân 3 nhân 5 luôn. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta gộp bước 2 bước 3 luôn các bạn. Do đó bội chung nhỏ nhất của số 24 và số 30 sẽ chính là các thừa số nguyên tố chung. Số chung là 2 này, 3 này thì thấy 2, 3 này chung này. Lấy số mũ lớn nhất có thể các bạn. Ở đây là 2, ở đây là 2 mũ 3 thì chúng ta lấy 2 mũ 3. Còn ở đây là 3, ở đây là 3 thì mình lấy số 3 luôn. Còn riêng thừa số nguyên tố riêng là 5. Đó, lập tức là chúng ta nhân hết vào. Ở đây là 2 mũ 3 thì chúng ta được là 8. 8 x 5 là 40. 40 x 3 thì chúng ta được 120. Đó, bộ chung nhỏ nhất của hai bạn này sẽ là số 120. Rồi, tới ý tiếp theo các bạn. Ý tiếp theo là 3, 7 và 8. À, 3, 7 và 8. Thì khỏi viết lại đề nha, thì làm luôn. 3 thì phân tích ra từ số nguyên tố thì chúng ta được 3 luôn. Rồi 7, phân tích ra thừa số nguyên tố chúng ta được 7 luôn. Rồi 8. 8 phân tích ra thừa số nguyên tố chúng ta được là 2 mũ 3. Ok. Bước 1 xong, bước 2 bước 3 chúng ta gộp luôn. Do đó do đó bội chung nhỏ nhất của số 3, số 7 và số 8 sẽ là Thì thấy là không có thừa số nguyên tố chung các bạn, riêng hết trơn à. Đúng không? lấy số mũ lớn nhất các bạn lớn nhất có thể đây là hai mũ ba rồi ở đây là ba ở đây là bảy nếu mà tìm ước chung lớn nhất thì chúng ta lấy số mũ nhỏ nhất có thể còn bội chung nhỏ nhất thì chúng ta lấy số mũ lớn nhất có thể thì lúc này mình sẽ được à, số này thì bạn mới tính cho nhanh nha các bạn hai mũ ba là tám nhân ba nhân bảy chúng ta được một trăm sáu tám đó bội chung nhỏ nhất của ba bạn này là 168. Rồi ba số 12, 16 và 48. Ta có phân tích ra thừa số nguyên tố, 12 là bằng 4 x 3, 4 là 2 mũ 2. Rồi 16, 16 là bằng 2 mũ 4 các bạn. Còn 48, 48 là bằng 6 x 8. 6 là bằng 2 x 3. 8 là bằng 8 là bằng 2 mũ 3. Thì từ đó chúng ta sẽ được là 2 mũ 4 nhân 3 các bạn. 2 mũ 4 nhân 3. Rồi, mình đã phân tích 3 số này ra thừa số nguyên tố, thừa số nguyên tố, thừa số nguyên tố. Rồi mình gộp bước 2 và bước 3 lại luôn. Do đó, bội chung nhỏ nhất của số 12, 16 và số 48 sẽ là các thừa số nguyên tố chung chung và riêng, chung thì 2 mũ 2 nè, 2 mũ 4 nè, 2 mũ 4 nè mình lấy số mũ lớn nhất là 2 mũ 4. 3, ở đây 3, ở đây 3, ở đây không có 3. Số 3 lớn nhất là 3 mũ 1 luôn. Thì 2 mũ 4 2 mũ 4 thì chúng ta được là 16, 16 nhân 3 là 48 các bạn. Là 48. Đó, chúng ta đã xong thực chất là à, ở cái ý này chúng ta có thể làm cách khác nhanh hơn các bạn. Mình thấy này, 48 chia hết cho 12, 48 chia hết cho 16. Cho nên số 48 chính là bội chung nhỏ nhất của ba bạn này luôn. Đó. Nếu mà lúc đầu mình phát hiện thì mình có thể làm theo cách đó cũng được nha. Còn đây là mình đang thực hành các bước để mà tìm bội chung nhỏ nhất. Chú ý Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau, thì bội chung nhỏ nhất của chúng là tích của các số đó. À, thì cái phần này mình đã làm ở thực hành 3. Thầy có nói điều này. Thầy có nói chú ý cho các bạn điều này. cái này quan trọng này các bạn. Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau, thì bội chung nhỏ nhất của chúng là tích của các số đó. Ví dụ, bội chung nhỏ nhất của 3, 7 và 8 chính là 3 x 7 x 8 bằng 168. Từng đôi một nguyên tố cùng nhau có nghĩa là sao các bạn? Từng đôi một nguyên tố cùng nhau là sao? Có nghĩa là 3 với 7 là hai số nguyên tố cùng nhau. 7 với 8 cũng là hai số nguyên tố cùng nhau. Và 3 với 8 cũng là hai số nguyên tố cùng nhau. Nếu mà thỏa mãn 3 điều kiện đó thì mình nói 3 số này từng đôi một nguyên tố cùng nhau. Được chưa? Và lúc này thì bội chung nhỏ nhất của ba bạn này sẽ là tích của ba bạn này luôn là một số tám đó thì mình phát hiện như vậy mình sẽ làm nó nhanh hơn hoặc là giống như cái nốt mà hồi nãy thì nhấn mạnh với các bạn ở đây trong các số đã cho nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì bội chung nhỏ nhất của các số đó của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy đó Được chưa trong các số đã cho nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì bội chung nhỏ nhất của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy. Ví dụ, bội chung nhỏ nhất của 12, 16 và 48 chính là số 48. Bởi vì số lớn nhất số lớn nhất là bội của các số còn lại. 48 chia hết cho 12, 48 chia hết cho 16 cho nên 48 là bội của 12 và 16 thì bộ chung nhỏ nhất của các số đã cho bộ chung nhỏ của ba bằng này chính là số lớn nhất ấy chính là số lớn nhất là số 48 ok các bạn thực hành 5. thực hành 5 tìm bộ chung nhỏ nhất của 2, 5 và 9 thì mình thấy là 2, 5 và 9 2, 5 là hai số nguyên tố cùng nhau số 5 và số 9 cũng là hai số nguyên tố cùng nhau số 2 và số 9 cũng là hai số nguyên tố cùng nhau cho nên là bộ chung nhỏ nhất của ba bạn này sẽ chính là 2 nhân 5 nhân 9 luôn và bằng 90. Ok. Theo cái chú ý đây này nè. Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì bộ chung nhỏ nhất của chúng là tích của các số đó. Đây, ba bạn này là từng đôi một nguyên tố cùng nhau. Cho nên bộ chung nhỏ nhất của ba bạn này sẽ là tích của ba bạn này luôn và bằng 90. Rồi tiếp theo, bộ chung nhỏ nhất của 10, 15 và 30. Thì mình thấy nè, 30 chia hết cho 15, 30 chia hết cho 10. Cho nên 30 sẽ là bội của số 10 và 15. Đó, số lớn nhất là bội của các số còn lại. Thì bội chung nhỏ nhất của các số đã cho sẽ chính là số lớn nhất ấy. Ok chưa? Yeah. Đó, thì hai bài này mình ứng dụng cái chú ý thứ nhất và chú ý thứ hai để chúng ta làm cho nhanh. Ok các bạn. Chúng ta qua bốn nhỏ ứng dụng trong quy đồng mẫu các phân số. Quy tắc muốn quy đồng mẫu Quy tắc muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số ta có thể làm như sau. Bước 1, tìm một bộ chung của các mẫu số. Tìm một bộ chung của các mẫu số, thường là bộ chung nhỏ nhất để làm mẫu số chung thì mình lấy bộ chung nhỏ nhất mình làm thì nó sẽ đơn giản hơn bước 2 tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số bằng cách chia mẫu số chung cho từng mẫu số riêng bước 3 nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng đọc nó có vẻ rối đúng không các bạn mình qua ví dụ mình sẽ hiểu hơn ví dụ ta có thể quy đồng mẫu hai phân số 1 phần 6 và 5 phần 8 theo hai cách như sau. Đây, cách 1 thì mình thấy là 6 x 8 bằng 48. À. cho nên là 48 là bội chung của 6 và 8. Rồi bây giờ mình đi tìm tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số. À, tìm thừa số phụ. Mình lấy mình lấy mẫu số chung này. Mình lần lượt chia cho Hai cái mẫu này để chúng ta tìm thừa số phụ. Nè, 48 chia cho 6. Đây, 48 chia 6 bằng bằng 8, 8 là thừa số phụ. Rồi tiếp tục. Mình lấy 48, mình chia cho 8. Nè, 48 chia 8 đây bằng bằng 6. Đây là thừa số phụ. Do đó, phân số 1/6 mình sẽ lần lượt nhân cho thừa số phụ ha, nhân tử và mẫu cho thừa số phụ. Thừa số phụ của nó là 8 nè nhân mẫu cho 8 thì mình cũng nhân tử cho 8 thì chúng ta được là 8 phần 48. Mục đích chúng ta chia để tìm thừa số phụ. Từ khi có thừa số phụ để mà chúng ta nhân lên để mà chúng ta được cái mẫu chung này ha, được cái mẫu này. Tiếp theo, phân số 5/8, đây 5/8, chúng ta cũng lần lượt nhân tử và mẫu cho thừa số phụ ha, nhân cho thừa số phụ để chúng ta được 48. Ok. Thì lúc này là 5 x 6 bằng 30 và 8 x 6 là bằng 48. Và lúc này chúng ta thấy là hai cái mẫu này đã giống nhau rồi. Thì mình nói là mình đã quy đồng mẫu hai cái phân số này. Hai cái phân số này đã được quy về hai phân số khác có cùng mẫu hay nói khác là đồng mẫu. Đó là cách thứ nhất. Cách 2. Cách 2 thì thay vì đi tìm bội chung của 6 và 8 thì chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất cũng được ha. tốt nhất các bạn tốt nhất là đi tìm bội chung nhỏ nhất thì ở những cái cái phần trước chúng ta đã đi tìm bội chung nhỏ nhất của 6 và 8 đó là số 24 sau đó mình lần lượt lấy số 24 này chúng ta chia cho 6 và chia cho 8 để tìm thừa số phụ ha. 24 chia 6 chúng ta được 4 24 chia 8 chúng ta được 3 4 và 3 là thừa số phụ rồi từ đó mình sẽ lấy phân số 1 phần 6 mình nhân cho thừa số phụ, à, nhân cho thừa số phụ. Mục đích để chúng ta đạt được cái mẫu là bộ chung nhỏ nhất này. Mục đích của mình là đạt được cái mẫu này. 1 x 4 là 4, 6 x 4 là 24. Rồi phân số 5 phần 8 cũng vậy. Chúng ta sẽ nhân tử và mẫu cho thừa số phụ các bạn. Nhân tử và mẫu cho thừa số phụ. Được chưa? thì mình sẽ được là 8 x 3 là 24 5 x 3 bằng 15 đó thì với cách này chúng ta cũng đã quy hai phân số này về hai phân số mới đây hai phân số mới có cùng mẫu hay nói khác là có đồng mẫu là chúng ta nói chúng ta đã quy đồng mẫu xong thì ứng dụng của bộ chung nhỏ nhất là để chúng ta tìm cái mẫu chung nhỏ nhất để mình làm cho nó đơn giản thôi còn cái cách này là cách mà chúng ta đã làm đã học ở lớp 5. Còn ứng dụng bộ chung nhỏ nhất để chúng ta tìm cái mẫu chung nhỏ nhất. Mình làm cho nó đơn giản. Còn quy đồng mẫu là chúng ta quy hai cái phân số đã cho về cùng mẫu để sau này mình thực hiện việc cộng trừ cho nó đơn giản. mình qua thực hành 6 thì những cái bước trên này thầy thấy nó rất là rối các bạn không biết các bạn sao thầy thấy nó rất là rối thầy đang cố gắng thầy suy diễn theo trong sách bây giờ chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu các phân số sau thầy làm cách gọn hơn nha các bạn chúng ta sẽ làm cách khác gọn hơn thực thực hành 6 các bạn thực hành 6 1. quy đồng mẫu các phân số sau câu a chúng ta cần quy đồng mẫu phân số 5 phần 12 và 7 phần 30 thì đây bây giờ mình sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất nha bộ chung nhỏ nhất mình có 12 thì bằng 12 thì bằng 4 x 3 là bằng 2 mũ 2 nhân nhân 3 còn số 30 thì bằng 3 x 10 10 là bằng 2 x 5 Đây 10 là bằng 2 x 5 Đó Chúng ta đã Phân tích ra thừa số nguyên tố Từ đây mình có Bội chung nhỏ nhất Của số 12 Và số 30 Chính là bằng Thừa số nguyên tố chung là 2 Lấy số mũ lớn hơn là 2 mũ 2 Thừa số nguyên tố chung là 3 Nhân 3 Thừa số nguyên tố riêng là 5 Chúng ta sẽ được là 4 x 5 20 x 3 là 60. Đó, mình sẽ được là hai bạn này là bội chung nhỏ nhất là 60 thì điều đó mình sẽ dùng cái bội chung nhỏ nhất này làm mẫu chung nhỏ nhất của hai bạn này để mình quy đồng cho nó đơn giản. Do đó thầy bỏ qua cái bước tìm thừa số phụ, thầy sẽ gộp cái bước đó vào. Do đó 5/12 sẽ bằng 5 phần 12 sẽ bằng Rồi bây giờ mình nghĩ trong đầu nè Bây giờ chúng ta nhân cho số máy để chúng ta được 60 các bạn Số 12 thì nhân cho máy để được 60 Thì muốn tìm số 12 nhân cho máy để được 60 Thì các bạn lấy 60 chia cho 12 Đó đó là cái bước tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số đó các bạn Mình lấy 60 mình chia 12 thì chúng ta được 5 Điều đó có nghĩa là chúng ta nhân mẫu cho 5 để được 60 Nhân mẫu cho 5 thì nhân tử cho 5 thì mình mới được một phân số mới bằng phân số đã cho. Lúc này mình có 5 x 5 là 25 và 12 x 5 là 60. Rồi, phân số tiếp theo là 7/30 các bạn. 7/30 sẽ bằng Để mà được mẫu số là 60 thì chúng ta cần nhân cho mấy các bạn? Nhân cho 2, đúng không? Nhân cho 2. Thì số 2 này mình gọi là thừa số phụ thì chúng ta sẽ được là 7 x 2 là 14, 30 x 2 là 60. Đó, mình đã đưa hai phân số này về hai phân số mới có cùng mẫu. Như vậy là chúng ta đã đi quy đọc mẫu. Rồi, xong câu A. Chúng ta qua câu B. Câu B là Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bội chung nhỏ nhất của ba bạn này, 2, 5 và 8. Thì nếu mà các bạn tin ý thì các bạn có thể thấy ngay rằng là 2, 5 và 8 nó sẽ có bội chung nhỏ nhất là số nào các bạn? Là số 40. Mình nhìn vô mình thấy liền. À, mình nhìn vô mình thấy liền là số 40. 8 x 5 là 40. Số 10 chia hết cho 2 cho nên là mẫu chung của ba bạn này mình có thể lấy là số 40 đó là nếu mà các bạn nhìn thấy còn nếu mà các bạn không nhìn thấy được thì sao nếu mà các bạn không nhìn thấy được thì mình cũng đi tìm các bước à, mình phải viết ra các bước để mình đi tìm bộ chung nhỏ nhất thì các bước này các bạn có thể trình bày ngoài nháp trong trường hợp này còn không thì các bạn trình bày vào vở cũng được chẳng sao cả số 2, phân tích ra thừa số nguyên tố là 2. Số 5 phân tích ra thừa số nguyên tố là 5. Số 8 phân tích ra thừa số nguyên tố là 2 mũ 3. Do đó, bội chung nhỏ nhất của 2, 5 và 8 sẽ là 2, 2 mũ 3 thì mình lấy mũ lớn hơn 5 bằng 2 mũ 3 lần 8, 8 nhân 5 bằng 40. Đó. Thì nếu mà mình tin ý thì mình có thể thấy ngay rằng là bội chung nhỏ nhất là 40, còn mình không thấy thì mình phân tích ra mình làm, mình tìm. Rồi từ đó ta có à, Từ đó mình sẽ có được 1 phần 2 Mình sẽ phân tích nè Bây giờ mình mong muốn mẫu là 40 Thì chúng ta thấy mình phải nhân cho số nào Hiển nhiên là nhân cho 20 Thì mình sẽ được 40 Đây là thừa số phụ đó các bạn Nếu mà số 20 này các bạn không thấy nữa Thì các bạn làm sao để thấy số này Các bạn lấy số 40 các bạn chia cho 2 Thì các bạn sẽ thấy số này Chúng ta sẽ được phân số mới đó là 20 phần 40. Con số 3 phần 5. 3 phần 5. Số 5 nhân mấy để được 40 các bạn? 5 nhân 8. Mẫu nhân 8 thì tự chúng ta cũng nhân cho 8. 5 nhân 8 là 40. 3 nhân 8 là 24. phân số cuối cùng là 5 phần 8. 5 phần 8. Nhân mấy để được 40 các bạn? Mẫu nhân mấy ta được 40? Mẫu nhân nhân 5, mẫu nhân 5 thì tử cũng phải nhân 5. Mục đích để cùng mẫu, cùng mẫu. 8 x 5 là 40. 5 x 5 là 25. Chúng ta đã quy 3 phân số này về ba phân số mới có cùng mẫu, mình gọi là quy đồng mẫu. Và thì ứng dụng của quy đồng mẫu này để chúng ta cộng trừ các phân số nha. Rồi chúng ta qua hai nhỏ thực hiện các phép tính sau. Câu A 1 phần 6 cộng cho 5 phần 8. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm à, bộ chung nhỏ nhất. nha Mình đi tìm bộ chung nhỏ nhất. Còn không thì các bạn thấy số này nó nhỏ thì các bạn làm luôn cũng được. Không cần tìm bộ chung nhỏ nhất cũng được các bạn. Nhưng mà thôi bài này chúng ta ứng dụng bộ chung nhỏ nhất. Cho nên mình sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất. 6 thì bằng 2 nhân nhân 3. 8 thì bằng 2 mũ 3. Do đó, bội chung nhỏ nhất của 6 và 8 sẽ chính là 2 với 2 mũ 3 thì chúng ta lấy số mũ lớn hơn. 3 là thừa số riêng, 3. Mình được là 8 x 3 là 24. Đây là bội chung nhỏ nhất và chúng ta sẽ lấy bạn này để làm mẫu số chung nhỏ nhất để mình quy đồng hai bạn này. Do đó, 1 phần 6 cộng cho 5 phần 8 sẽ bằng 1/6. Bây giờ chúng ta muốn mẫu là 24 thì chúng ta phải nhân tử và mẫu của bạn này cho số mấy để chúng ta được 24? 6 nhân 4 là 24. Đây là thừa số phụ đó các bạn. Thì mẫu chúng ta nhân 4 thì tử chúng ta cũng phải nhân 4. Rồi tới phân số 5/8. Bây giờ chúng ta nhân mấy để được mẫu là 24? 8 thì nhân 3 để được 24. Mẫu nhân 3 thì tử cũng phải nhân 3. Ok chưa? Đó là bước quy đồng mẫu đó các bạn. Lúc này chúng ta được là 4 phần 24 cộng cho 15 phần 24. Cùng mẫu, cùng mẫu chúng ta cộng tử lại cho nhau thôi. 4 cộng 15 là 19. Giữ nguyên mẫu nha các bạn, giữ nguyên mẫu nha. Cộng tử và giữ nguyên mẫu. Đó, chúng ta cộng xong. Bạn nào chưa thấy tự tin thì có thể dùng máy tính để thử lại. Nha, thầy hướng dẫn các bạn bạn nào mà chưa bấm máy tính được thì hướng dẫn đây ví dụ như bây giờ phân số 1 phần 6 các bạn các bạn nhấn phân số này như thế nào đây đây là phân số này các bạn thấy không nhấn lúc này là lúc này con trỏ đang nằm ở trên con trỏ đang nằm ở trên chúng ta bấm số 1 rồi bây giờ để bấm số 6 thì chúng ta làm cho con trỏ nó nhảy xuống nhảy xuống bằng cách là chúng ta nhấn nút này ha để con trỏ nó nhảy xuống nhảy xuống bấm số 6 ok chưa rồi bây giờ dấu cộng để con trỏ đang nằm dưới mẫu ha. các bạn không bấm dấu cộng được các bạn phải bấm cho con trỏ nó nhảy lên hàng ngang này bằng cách là bấm nút nút này nha và wow. rồi cộng cộng đó phân số 5 phần 8 phân số 5 phần 8 nhấn nút này phân số này nhấn nút này đó. 5 số 5 số 8 dưới mẫu con trỏ đang trên tử chúng ta muốn nó xuống dưới mẫu chúng ta nhấn nút này ha. xuống, 8 nhấn số 8 rồi bằng thôi bằng đó chúng ta được là 19 phần 24 các bạn 19 phần 24 Mình dùng máy tính để mình thử lại thôi nha các bạn Chứ còn không phải là dùng máy tính để làm Dùng máy tính để thử lại Còn đề bảo mình là thực hiện phép tính Mà các bạn lấy máy tính các bạn bấm Thì không được điểm đâu Rồi chúng ta qua câu B 24 và 30 Ta có số 24 thì bằng 8 x 3 8 là bằng 2 mũ 3 x 3 còn số 30 thì bằng 3 x 10. 10 thì bằng 2 x cho cho 5. Số 3 này thì viết lại. Chúng ta đã phân tích ra thừa số nguyên tố xong. Bây giờ mình tìm bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của số 24 và số 30 sẽ chính là thừa số nguyên tố chung và riêng. Chung là 2 với 3. 2 với 3 là chung, riêng là 5. Lấy với số mũ lớn nhất 2 2 mũ 3 thì lấy 2 mũ 3, 3 mũ 1, 3 mũ 1, ok thì chúng ta sẽ được là 2 mũ 3 là 8 2 mũ 3 là 8 8 5 40 40 nhân cho 3 là 120 các bạn đó bộ chung nhỏ nhất là 120 do đó phân số 11 phần 24 trừ cho 7 phần 30 chúng ta sẽ quy đồng như sau 11 phần 24 nhân cái số nào đó đó thì bây giờ mình nhân với số nào để chúng ta được 120 các bạn? Số 24 các bạn nhân cho số nào để được 120? Thì các bạn thay vì chúng ta lấy 120 chúng ta chia cho 24 thì chúng ta tìm cái thừa số phụ mình ghi vào đây. Thì thầy có cái cách khác để các bạn làm nhanh hơn. Các bạn thấy nè, 24 là bằng 8 x 3, đây số 24 đây Như vậy thì thừa số phụ của chúng ta sẽ là số số 5. Đó. Được chưa? trừ phân số 7 phần 30. 7 phần 30 thì làm sao để được mẫu là 120? Số này các bạn tìm đơn giản rồi các bạn có thể thấy ngay là nhân cho 4. Được chưa? Nhân cho 4 thì sẽ được 120. Bạn nào không thấy thì lấy 30, 120 chia cho 30 để được 4. Từ đó chúng ta được là 11 nhân 5 là 55. 24 Nhân 5 thì chúng ta được 120, trừ 7 nhân 4 là 28, 30 nhân 4 là 120. Đến lúc này cùng mẫu rồi, chúng ta lấy tử trừ cho nhau. 15 trừ cho 8 thì chúng ta được 7, nhớ 1 vào đây là 3, 5 trừ 3 là chúng ta được 27, 27 phần 120. Ok chưa, yeah. 27 phần 120. Thì làm tới đây các bạn chỉ được 9 điểm thôi chứ chưa được 10 các bạn chia được 10. Bởi vì phân số này chúng ta còn rút gọn được. Cho nên là mặc dù đề không nói nhưng chúng ta phải luôn luôn rút gọn nó nha. Rút gọn đến mức có thể. Mình thấy nè, 2 cộng 7 là 9 nên chia hết cho 3. 120 cũng chia hết cho 3. Ok, cho nên mình sẽ chia tử và mẫu cho cho 3. 27 chia 3 chúng ta được 9. 120 chia 3 chúng ta được 40. Đó, phân số này chúng ta không thể nào rút gọn được nữa nên phân số này gọi là phân số tối giản mình làm tới đây mình mới được 10 ha còn làm tới đây các bạn được 9 điểm thôi nha rồi chúng ta xong chúng ta xong phần lý thuyết các bạn thì các bạn xem xong video các bạn thử làm phần bài tập nha làm phần bài tập để hôm sau so sánh kết quả với thầy xem thử các bạn đúng được nhiều ít rồi hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.